Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đây là một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia. Thì đối với mẫu Hoàng Gia thì đó là một mẫu sản phẩm mà đang được các bác khách hàng rất là ưa chuộng và lựa chọn cực kỳ nhiều. Cái riêng cái mẫu Hoàng Gia này nếu mà để tính về cái mức đo lường bán sản phẩm ra thị trường thì có khoảng 20 bộ sản phẩm thì có tới 17 và đến 18 bộ là mẫu Hoàng Gia được bán ra. Và bộ sản phẩm Hoàng Gia này em đang làm với cái kích thước, với cái độ dày, khuôn bộ độ dày ván là ván tràn dày 4 phân. Tức là cả một tấm ván các thứ là đều dày 4 phân hết. Và kích thước như thế nào thì các bác cùng theo chân em để đi đến cuối video nhá. Và cuối video thì em sẽ giới thiệu luôn cho các bác về cái giá để khi mà các bác đầu tư một bộ sản phẩm như này ạ. Đầu tiên thì với phần chi tiết đoạn dài thì em đang làm với cái chiều dài là 2m60. Chiều dài là 2m60 và chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m55. Cái chiều sâu phủ bì thì em làm, cái chiều sâu phủ bì thì em đang làm chiều sâu là 78. Đây là một bộ Hoàng Gia mà nó đang được làm trên cái dáng là dáng truyền thống. Bởi vì là gần đây thì đang có một cái mẫu hot hơn, đó là cái mẫu trương cánh bướm. Thì cái trương cánh bướm ấy thì thực ra là có bác thích nhưng mà có bác lại không ưa thích lắm. Đấy thì các bác có quyền lựa chọn. Và trương cánh bướm thì khi mà nhà mình đầu tư thì chắc chắn nó sẽ cao hơn cái trương thường này rồi. Cái trương thường này thì chi tiết đục chạm là những cái họa tiết hoa hồng và những cái họa tiết hoa lá tây. Ngoài ra thì vách lưng thì em có làm là vách khung gương rất là đẹp, rất là đẹp và đều là đục 4 phân, đều là dày 4 phân. Đấy, vách tựa lưng đấy ạ, đều là dày 4 phân các bác nhé. Trên nền chất liệu thì là gỗ hương đá rồi. Và khi mà em để mộc thô như này thì em quay cho các bác thì các bác kiểm chứng cái hàng gỗ nó sẽ rất là chuẩn. Đấy, bởi vì là để mộc thô là kiểm tra gỗ chuẩn nhất. Và đặc biệt là cái phần tay là tay đặc 100%. Đấy, cái mặt bàn này thì nó hơi có lạ lẫm một chút bởi vì cái mặt bàn này là cái mặt bàn hình ảnh đục, gọi là đục hoa lá tây. Cái hình ảnh đục này thì em nghĩ là nó rất là phù hợp với một bộ mẫu Hoàng Gia. Đấy, ngoài ra thì hai chiếc ghế đơn ở đây thì em đang làm kích thước với chiều ngang của nó là 1m1 là mình đo ở trên phần vai các bác nhé, 1m1 là mình đo trên phần vai. Còn nếu mà đo chiều ngang dưới chân ấy thì nó sẽ nhỏ hơn đấy ạ. Tất cả kích thước em báo thì là đều là kích thước phủ bì hết. Đó, bộ này thì là làm theo một đơn đặt hàng của một bác khách cũng đã đặt của bên em, và sau khi mà em đã làm xong thì em kê ra để quay và các bạn mời bác ấy lên xem mộc một cái là em sẽ cho vào hoàn thiện luôn. Bác nào mà muốn đặt một bộ sản phẩm như này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại của em là có đã ghi ở dưới phía dưới góc bên trái màn hình đấy ạ. Em sẽ quay thêm cho các bác xem ở phần chi tiết mặt sau, bởi vì là rất nhiều bác thì có hỏi là cái vân của em thì có phải là vân thật không, thì anh nhìn thấy rất là đẹp. Thì nếu mà để kiểm chứng xem là vân, một bộ sản phẩm vân nó có thật hay không thì rất là đơn giản thôi ạ. Các bác kiểm tra mộc. Đấy, các bác kiểm tra mộc, các bác nhìn cái vân đường trước và cái vân ván sau là các bác đã biết ngay là cái bộ sản phẩm có vẽ vân hay không. Và khi kiểm tra mộc như này thì quá là rõ ràng rồi. Ví dụ như cái bộ bàn ghế mà đã hoàn thiện lên rồi ý, thì nó sẽ hoàn thiện xong rồi thì mình sẽ khó kiểm tra hơn. Nếu mà kể cả là các bác là mắt thợ ấy, kiểu gì cái hoàn thiện lên các bác cũng vẫn sẽ kiểm tra được. Nhưng mà tốt nhất là lên để mộc như này để kiểm tra. Đấy, để mộc như này để kiểm tra, và nếu mà các bác đã tin tưởng cơ sở em thì các bác có thể liên hệ thẳng trực tiếp, mang cho anh một bộ đến hoàn thiện rồi, mang cho anh một bộ đến anh kiểm tra thanh toán rồi thanh toán. Đấy, ngoài ra thì nhà em có bảo hành nên là các bác yên tâm nhé. Tức là bảo hành thì nhà em sẽ bảo hành trong thời gian là 5 năm, và tất cả chế độ bảo hành thì em đều bảo hành bằng thật. Đấy, đều bảo hành bằng thật. Và bộ sản phẩm này thì bác khách của em có đặt thêm bình thường một bộ sản phẩm thì sẽ chỉ có 2 đôn thôi. Bình thường một bộ sản phẩm sẽ chỉ có 2 đôn thôi, tức là một đôn kẹp bàn và một đôn đôn ngồi. Hoặc là nhà mình, tức là một là nhà mình sẽ lựa chọn đôn bàn, hai là nhà mình sẽ lựa chọn đôn kẹp ghế. Nếu đã có đôn kẹp bàn rồi thì sẽ không có đôn kẹp ghế, còn nếu mà đã có đôn kẹp ghế rồi thì không có đôn kẹp bàn nữa. Nhưng đối với bộ sản phẩm này có cả 2 đôn kẹp, tức là cả kẹp ghế và cả kẹp bàn. Đấy, nếu mà một bộ sản phẩm như này thì phải tính là 7 món đấy. 7 món thì các bác phải đặt thêm 1 đôn nữa. Đấy, 7 món là phải đặt thêm 1 đôn nữa. Em chia sẻ như vậy để các bác biết là một bộ sản phẩm với tổng số món như thế nào. Và sau khi mà đã hoàn thiện bộ sản phẩm này thì cái mức đầu tư của nó đang là 88 triệu 800. 88 triệu 800 bộ sản phẩm này đang là bộ sản phẩm chọn vân của bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.